ra quay của cây của bố nhà cái. Đó, lâu lắm, mấy viên này cho mới đi được. Hai viên này rồi, trước đi công tác. Sung to. Đó. Ok đấy. Này. Nay có vẻ hơi vắng nhỉ hay là chưa ra nhỉ? Đi hơi sớm. Chào Phúc Kiến. Chào Phúc Kiến. Ở chợ đi đây như này phố rất đẹp đấy. Đàng hoàng. Đang có triển lãm đấy chú. Đâu? Ở bảo tàng Hà Nội đấy. To lắm. Ngay đây. Còn những cây tên tuổi các cụ ra hết rồi. Chào Phúc Kiến ơi. Giấy tín, này có con giấy tín rồi. Đây. Bánh bao đây. Đấy, ông nào ra đây là mua dây này, tất cả đồng giá 80.000 cân. Cây nhôm, dây mạ đồng thì đắt hơn, khoảng ít người bán. Cần thang. Cái tím này lỗ ác. Đấy, thật. Sung à? Sung mà dáng hay nhỉ? Sung. Nghệ thuật đấy. Ai cà phê già đấy, già nước kia đây, già không nước không nước, vâng, một người đi cháu xong việc ra. Dễ buông xuống là lão tuyệt vời. Chỗ này thì còn hơi khô khô nhưng mà tất nhiên còn phải cần thời gian, cốt đó là tương lai rồi. Em phải đặt cũng nha. Vâng. Sùng. Sung là điều phòng. Chờ thì anh nhé. Ừ. Em anh chị
xem cho bằng nước quay. Vâng, chú uống đi. Bây giờ thì nước thầy. À đấy. Bốc hơi. Chú có hai đây. Giá cả thì tính sau á, người sớm chưa muốn hỏi. Con này hay đấy nhỉ. Ngày tốt ngày, ngày là nhiều mây, không mưa, mặt trời đông khách. Mặt trời. Mặt trời, mặt trời này cây cối dễ. Rồi bắt đầu ra. Đây tiền này. Dạ vâng. Chà, vào đây. Cứ ngồi đi, cháu xong việc rồi đã. Vào đây nhá. Vào đây nhá, chị đang ngon. Vâng. Ôi. Quái chưa nạ vô cái gì quái nhỉ. Không, nhưng thế này thì nó lại hợp với cái đoạn này hơn, nó khỏe. Chứ ở đây lắc thì lại hơi bị ruột đoạn này. Anh Tân ạ, nếu con này lấy, cắt đây đi. Thế lúc đầu anh bảo là cắt đấy, nhưng mà nếu mà muốn giữ nguyên thì trồng cái này, ốp sát vào chậu này, đẩy cái này ra thì vẫn lấy được thêm cả này đấy nữa. Cân với cái này. Đấy. Nhiều phương án. Nhiều phương án. Cái thằng này giống bị bình rồi. Cứ lấy thôi. Nghe bàn luận xưa. Xanh à. Sớm thì chưa hỏi giá. Chưa hỏi giá đâu bác. Thì sớm mà chưa mở hàng thì hỏi nó vô duyên đấy. Các bác đừng có hỏi nhá. Đọc lắm à. Khó mà cái ra nhiều chân là mới được nhiều chân này. Bây giờ chân cả không quan trọng. Rồi, anh em ấy em mua chỗ ai rồi đấy, nhà nông nào dài dài thôi đâu. Không, anh đưa bao nhiêu anh đưa cái này thì để vào trong này không là người ta cộng sao đừng có trừ nhé.
hơn triệu rồi, ngon rồi. Bét 1,2 triệu. 1,2,5 triệu đấy. Đó, mở hàng thôi. Cần gì mà đấy chứ. Máy bao đây. Máy bao đây. Hai máy bao nóng đây. Xin chào. Bao nóng đây. Đâu giờ sáng mở hàng rồi. Đấy, mặt rồi thì đây. Đấy. Đấy, mặt rồi. Đâu có bà chơi con đấy. Chứ thợ mầm thợ rồi thì chỉ cứng thế là về tưới nước là khắc mầm. Chứ thợ thì nó chơi mấy cái hàng ấy. Còn các ông có bà chơi mấy hàng sạch sạch này này. Chậu chiếc con lành rồi. Thế để chơi thôi. Quạt quẹo quăn quẹo đấy. Lòng ngả lòng nghiêng ấy. Về chỉ có u nước lã là sống. Vì ốc quanh thân sẹo méo tròn. Lòng ngả lòng nghiêng rồi đấy. Điều vậy. Quanh quê đẹp đấy. Tùng này hoài đấy, thợ tao bắt làm cây ra mua rất là sướng nhé. Biết giá trị rồi, thứ hai là bác có thể kinh doanh được, có thể kiếm được tiền từ những cây đấy. Như anh em mình biết đấy, biết tương lai đấy, nhưng mà không kiếm ra tiền thì nhiều khi không mua đâu các bác ạ. Đấy, 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 đấy.